gần bờ cơn bão số 1 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, hồi 16 giờ ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày mai, ngày 4 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130 km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Từ gần sáng và ngày mai, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ có gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 9 đến 12,5 độ Vĩ Bắc. Dân tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, tại ngôi nhà 5 tầng, ngõ 279 phố Hoàng Mai. Người thân của ông Lâm và Chủ tịch xã Nghĩa Hương, nơi ông Lâm sinh sống đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng công an cũng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ cho công tác điều tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể trong tình trạng đã chết nhiều ngày tại phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, có nhiều điểm giống ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai. Sau khi tổ chức nhận dạng, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai xác nhận thi thể được tìm thấy trong ngôi nhà 5 tầng tại ngõ 279 quận Hoàng Mai, xác định là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai. Xe cứu thương được đưa đến hiện trường lúc 17 giờ chiều nay. Tôi đang đứng tại ngõ 279 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu giờ chiều nay thì cơ quan công an của thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai đã phối hợp để khám xét ngôi nhà trong ngõ 279, nơi có một thi thể được cho là của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, người đã mất tích từ hôm 26 tháng 12, 2017. Ngay sau khi phát hiện được thi thể, cơ quan điều tra đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm ngôi nhà 5 tầng tại ngõ 279 phố Hoàng Mai. Thấy đông người thì tôi mới ra tôi vào ngõ thì bảo là ông này bị chết ở trong này, là chết trong nhà vệ sinh. Chết 3-4 ngày rồi bốc mùi lên rồi, thế thôi. Lúc 17 giờ chiều cùng ngày, người nhà ông Lâm được đưa vào hiện trường để nhận diện thi thể. Đến 18 giờ, thi thể ông Lâm được đưa lên xe cứu thương và xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Như đã thông tin, ngày 26 tháng 12 năm 2017, ông Lâm có đơn xin vắng mặt, không dự hội nghị ban thường vụ huyện ủy để giải quyết việc riêng. Tuy nhiên, hết thời gian nghỉ, ông Lâm vẫn không đến nhiệm sở và cũng không có thông báo gì đến cơ quan. Sẽ xử lý nghiêm các tiêu cực, lợi ích nhóm liên quan đến dự án BOT dẫn đến dân phản ứng. Khẳng định này được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đưa ra xung quanh vấn đề nóng về các dự án BOT giao thông thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian vừa qua. BOT Cai Lậy. Ngày hôm qua, Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tiếp tục phải xả trạm nhiều lần. Những bất cập về giá dịch vụ, quản lý, trạm BOT đặt sai vị trí đã dẫn đến phản ứng của lái xe và người dân nơi đặt các trạm BOT. Trước những phản ứng của người dân về những bất cập tại các trạm BOT, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ rà soát tổng thể các vấn đề của BOT. Sau cuộc họp này thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo trong nội bộ để làm sao rà soát có một cái báo cáo tổng thể để chính phủ có những cái chỉ đạo quyết liệt để chúng ta giải quyết tốt các trạm BOT thì cũng góp phần cho cái trật tự giao thông trên
các cái hệ thống quốc lộ của chúng ta được tốt. Thực hiện các cái dự án BOT phải hết sức là đúng quy định, công khai, minh bạch, chọn đúng nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm, có vốn liếng, không để là cạnh tranh thiếu lành mạnh, rồi á là sang là dự án cho các nhà thầu B nhiều phẩy đến khi nó đổi giá lên, chất lượng do công trình là không đảm bảo, rồi là những cái vi phạm khác dẫn đến cái phản ứng của người dân, mà phản ứng của người dân thì nó dẫn đến cái mất an ninh trật tự, rồi trật tự an toàn giao thông, và thậm chí là ảnh hưởng đến cả niềm tin của người dân đối với một cái chính sách đúng đắn về hợp tác công tư, trong đó có BOT. Và tất nhiên là phải xử lý nghiêm các cái vi phạm. Nếu mà có liên quan đến phát hiện có tiêu cực, có lợi ích nhóm là phải xử lý nghiêm. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định sẽ yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện tiêu cực, lợi ích nhóm khi thực hiện các dự án giao thông liên quan đến BOT, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, chọn đúng nhà đầu tư, có kinh nghiệm, vốn liếng. Lần đầu tiên, lễ hội đèn LED được tổ chức trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội được bắt đầu từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018. Tại đây, hàng triệu bóng đèn LED được tạo hình thành các di sản và địa danh nổi tiếng trên thế giới như tháp Eiffel Pháp, núi Phú Sĩ Nhật Bản, đến những khu vườn hoa tình yêu, mô hình đèn LED nàng tiên cá, chiếc thuyền cổ, ngôi nhà và cối xay gió, đàn chim cánh cụt, hình trái tim, cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc. Dự kiến mỗi ngày có khoảng hàng ngàn lượt khách tới tham quan lễ hội.